Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh Gia Dụng Tốt, chuyên mục tư vấn sức khỏe cho mọi người, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gia Dụng Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Gia Dụng Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với lại bản tin chuyên mục tư vấn sức khỏe của ngày hôm nay. Loại nước uống này từ lâu đã được những người theo đuổi lối sống lành mạnh coi là thực phẩm, nước uống thần dược, luôn được thêm vào các cái thực đơn có lợi cho sức khỏe. Nước ép cần tây là loại đồ uống được những người theo đuổi lối sống lành mạnh yêu thích vì chứa rất là nhiều vitamin, khoáng chất và các cái hợp chất chống oxy hóa. Nhờ đó, loại nước uống này mang lại đến rất là nhiều những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, đặc biệt là cho trái tim mạch. Đã có rất là nhiều nghiên cứu về hiệu quả thực sự của cần tây với việc cải thiện sức khỏe. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng cần tây có chứa hai chất chống oxy hóa có lợi, đó là apigenin và nutriolin, có thể làm giảm tình trạng viêm và giúp hỗ trợ điều trị các cái bệnh viêm nhiễm khác nhau. Hạ mỡ máu. Theo Medical News Today, các nhà nghiên cứu khoa học đã cho rằng chất chống oxy hóa có trong cần tây có thể làm giảm cái lượng mỡ máu hiệu quả. Cần tây 3-N-butyrphenytoin, tên viết tắt là BUTPH, hợp chất có vai trò hạ mỡ máu trong cơ thể, giảm tình trạng huyết áp cao. Một vài nghiên cứu nhỏ đã cho thấy nước ép cần tây có thể giúp làm giảm huyết áp ở những người bệnh nhân huyết áp cao, trong đó phải kể đến nghiên cứu năm 2019 của Đại học Muhammadiya của Đức và Đại học Thánh Muhammadiya Indonesia tại một vùng ở Java. Họ đã để những người bệnh nhân cao huyết áp tại vùng này sử dụng nước ép cần tây trong một tháng và kết quả là nó có thể làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người bị tăng huyết áp tâm thu. Nhưng đó vẫn chỉ là một thí nghiệm nhỏ, chưa có đối chứng quy mô lớn. Tốt cho sức khỏe tim mạch. Thuật ngữ CR để cập nhật đến những cái thay đổi về tình trạng, hình dạng, kích thước, cấu trúc và chức năng của tim. Theo thời gian, việc thay đổi này làm giảm hiệu quả của cơ tim và làm tăng nguy cơ suy tim. Một nghiên cứu trên động vật vào năm 2015 ở trường Đại học Tokyo, Nhật Bản đã chỉ ra rằng nutriolin có trong nước ép cần tây có thể làm giảm tình trạng CR. Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể là do đặc tính chống oxy hóa của luteolin làm vô hiệu hóa các cái gốc tự do và hạn chế tổn thương tim. Ngừa bệnh ung thư. Nghiên cứu của trường Đại học Damanhour, Đại Cập đã phát hiện ra rằng luteolin trong nước ép cần tây có thể ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Chất này cũng có thể là ngăn chặn các tế bào ung thư di căn ở các khu vực khác của cơ thể. Các nhà khoa học cho rằng luteolin có thể làm được điều này bằng cách là ngăn chặn các cái mạch máu mới phát triển xung quanh các khối u hiện có. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng cho thấy luteolin có thể tăng cường hiệu quả hóa trị với các tế bào ung thư, đồng thời làm giảm tác dụng độc hại của các cái loại thuốc này trên cơ thể. Chống lại bệnh thoái hóa thần kinh. Luteolin và apigenin cũng có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh về não. Một nghiên cứu ở Trung Quốc vào năm 2013 đã xác định luteolin trong cần tây có thể làm giảm sự thoái hóa thần kinh đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác vào năm 2015 ở trường Đại học Western Sydney, Úc phát hiện ra rằng apigenin có trong cái nước ép cần tây có thể hạn chế tổn thương não, do đó
khả năng trì hoãn và làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Giảm viêm nhiễm dị ứng. Đây là căn bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến đường hô hấp của con người. Vì vậy, năm 2017, đã có nghiên cứu được đăng trên tạp chí miễn dịch học Trung Âu với chứng minh rằng nước ép cần tây có thể làm giảm các cái tình trạng viêm nhiễm dị ứng. Làm giảm tình trạng viêm khớp. Một thí nghiệm khác của các nhà nghiên cứu Trung Quốc vào năm 2015 đã chỉ ra rằng apigenin trong nước ép cần tây có thể làm giảm tình trạng viêm mô cơ, viêm khớp. Họ kết luận rằng apigenin hoạt động bằng cách ức chế hệ thống miễn dịch. Nó thực hiện điều này bằng cách là làm gián đoạn khả năng vận chuyển và truyền tín hiệu của tế bào gây ra tình trạng viêm. Mặc dù việc sử dụng nước ép cần tây mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, nhưng cũng cần phải xem xét và hỏi ý kiến bác sĩ tránh rủi ro. Đặc biệt là đối với những nhóm người như phụ nữ mang thai, người có huyết áp thấp, người mắc các bệnh ngoài da, bệnh thận, biếu cổ, rối loạn chảy máu và các cái tình trạng khác. Nước ép cần tây không phải là phương pháp trị bách bệnh mà cần phải được sử dụng một cách cẩn thận. Đối với những người muốn thêm nước ép cần tây vào chế độ ăn uống hàng ngày, chỉ nên uống một cốc mỗi ngày, khoảng 300-500ml. Đây là lựa chọn hợp lý để tránh các tác động phụ không mong muốn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đang xem video trên kênh Gia Dụng Tốt. Người có nồng độ axit uric cao thì hiện nay càng ngày càng phổ biến. Khi chúng ta ăn uống không điều độ dẫn tới tình trạng bệnh sẽ nặng hơn. Và dưới đây, theo tìm hiểu của kênh Gia Dụng Tốt thì một số loại nước quen thuộc sẽ giúp giảm nồng độ axit uric. Thứ nhất đó là trà. Trà là thức uống có tính kiềm yếu. Uống trà ở lượng vừa phải có thể giúp kiềm hóa nước tiểu. Vì vậy, những người có axit uric cao có thể uống một chút trà nhạt. Tuy nhiên, nếu chúng ta uống trà đậm đặc hoặc là trà qua đêm, quá nhiều theo Finlay thì sẽ kích thích thần kinh, không tốt cho việc kiểm soát axit uric. Sữa. Sữa là thực phẩm có chứa hàm lượng purin thấp nên những người axit uric cao có thể uống sữa. Vì chất béo có thể làm giảm đào thải axit uric. Những người có axit uric cao nên chọn sữa tách béo hoặc là sữa ít béo càng tốt. Nước soda. Nước soda có tác dụng trung hòa axit uric. Người có axit uric cao có thể uống điều độ. Nhưng hãy chú ý đến danh sách thành phần. Chọn nước soda tự nhiên có chứa natri bicarbonate và chọn nước soda ít tổng hợp hơn. Nhiều loại nước soda tổng hợp có thêm chất tạo ngọt và hương vị không được khuyến khích để uống. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý không nên uống quá nhiều nước soda. Nếu không, lượng natri đưa vào cơ thể sẽ vượt quá tiêu chuẩn, gây bất lợi cho sức khỏe của bạn. Nước đun sôi. Đối với người axit uric cao, nước đun sôi để nguội là thức uống tốt nhất. Duy trì uống nước có lợi cho việc thúc đẩy quá trình bài tiết axit uric và có tác dụng hỗ trợ chất nhất định trong cái việc giảm nồng độ axit uric. Các cái hướng dẫn về chế độ ăn uống khuyến cáo: người lớn trung bình hoạt động thể chất nhẹ nhàng nên uống từ 1,5 cho đến 1,7 lít nước mỗi ngày. Trong khi với những bệnh nhân gút, lượng nước cần tăng lên một chút thích hợp, ít nhất là 2 lít nước, bao gồm cả trà và cà phê mỗi ngày nếu có kèm theo, nhưng phải uống chia làm nhiều lần trong ngày. Trên đây là những cái ý kiến thức sức khỏe hàng ngày mà kênh Gia Dụng Tốt tổng hợp dành cho bạn. Chúc quý cô bác, anh chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Gia Dụng Tốt trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại!